Vô ngày hôm nay Kim Hoa sẽ chia sẻ những bước thi công sàn gỗ nhựa có bậc tam cấp sẽ như thế nào nhé. Khung xương luôn là phần không thể thiếu khi chúng ta thi công sàn. Nếu các anh chị dùng thanh sắt hợp thì cần sơn một lớp sơn bảo vệ, còn những vị trí dùng sắt mạ kẽm thì không nhất thiết phải sơn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi từ bậc thang dưới, sau đó đo và cắt những thanh sàn tương ứng với kích thước. Tiếp đến là bôi keo chuyên dụng vào khung xương trước khi lắp đặt tấm thứ nhất vào. Việc lắp đặt sẽ đi từ ngoài vào trong. Lưu ý là những góc bo ngay góc cột cần đo và cắt thật chính xác. Lúc này sẽ dùng búa cao su tác động mạnh để thêm phần chắc chắn. Cứ như thế thì lắp theo thứ tự luân phiên, một tấm ván sàn, một con tắc kê, một tấm ván sàn tiếp theo và cho đến hết khu vực sàn là xong. Tiếp đến là phần bục ngồi, cũng tiến hành như sàn. Đối với những phần chỗ ngồi như đây thì những phần bên trống góc đừng bỏ qua nhé. Che lắp khoảng trống sẽ giúp chúng ta hạn chế được việc ứ động rác và tăng độ hoàn hảo hơn. Thanh lắp cuối chỉ cần khoan thẳng đinh vít lên thanh sàn và khung xương là xong. Cuối cùng dùng nẹp về để bo viền các góc cạnh là hoàn thiện. Lưu ý là khi lắp nẹp, các anh chị có thể kết hợp vừa keo vừa đinh hoặc chỉ dùng đinh cũng được, nhưng phải đảm bảo chúng thật cố định nhé. Thế là đã hoàn thành một nhà chòi đẹp mắt rồi. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmod Việt Nam.